Trong video trước, chúng ta đã tìm hiểu về thế nào là phân số. Và ở video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép tính của phân số có gì đặc biệt nhé. Trước hết, bởi vì phân số biểu thị một bộ phận của tổng thể, nên mẫu số không thể bằng 0. Cụ thể trong trường hợp ở trên, nếu An chẳng có chiếc bánh pizza nào, thì An không thể chia cho Hải bất cứ phần bánh nào. Đối với phép cộng hai phân số với nhau, việc quy đồng mẫu số nhằm mục đích đưa các phần của tổng thể về cùng một đơn vị của tổng thể. Nói cách khác, chính là đưa các phân số về cùng một mẫu số. Nó cũng giống như việc các em không thể cộng 10m với 1cm để thành 11m vậy. Chúng cần có cùng một đơn vị đo. Hãy cùng quay trở lại với An và chiếc bánh của mình nhé. Giả sử, bây giờ Tiến cũng đến chơi với An và Hải. Lưu ý là An và Hải chưa ăn bánh nhé. Bởi vì Hải không thích Tiến, nên An đành phải chia 1/2 phần bánh của mình cho Tiến. Lúc này An và Tiến, mỗi người sẽ có 1/4 chiếc bánh ban đầu. Vậy, lúc này, để biết An và Hải có bao nhiêu phần của chiếc bánh, ta phải làm phép tính cộng. Khi tính 1/4 cộng 1/2, nếu chúng ta lấy tử số cộng với tử số và mẫu số cộng với mẫu số, chúng ta sẽ được 2/6. Nếu cộng tiếp phần bánh của Tiến theo cách đó, thì sẽ được 3/10. Và điều này là không đúng, vì chiếc bánh là tổng thể và nó được coi là một. Vậy với 1/4 cộng 1/2, ta được 1/2 thành 2/4. Điều này có nghĩa là chúng ta đã đưa về cùng đơn vị là chiếc bánh và chia nó là 4 phần. Trong đó An giữ 1 phần và Hải giữ 2 phần. Vậy tổng cộng hai người giữ 3/4 và khi cộng với phần của Tiến, ta được 4/4 hay 4 chia 4 và bằng một cái bánh.